Có nhiều vị khách của tôi quan tâm tới mảng làm đẹp, nên họ đã tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, trong số những người phẫu thuật thẩm mỹ, rất ít người có được vẻ đẹp tự nhiên. Còn với phương pháp Ultravilis của giáo sư Kwon Hanjin thì trông vô cùng tự nhiên. Ai nhìn cũng khen là đẹp hơn phẫu thuật thẩm mỹ. Ở độ tuổi ngoài 40 như tôi, dù có chăm sóc da thế nào đi nữa vẫn không tránh khỏi sự trùng chảy. Tôi đã trăn trở rất nhiều và sau khi quyết định theo phương pháp của giáo sư Kwon Hanjin thì trông tôi như trẻ ra ít nhất 5 tuổi. Sau liệu trình này, tôi thấy da trở nên săn chắc hơn, căng bóng hơn, tôi rất mãn nguyện. Thực tế, tôi đã từng làm liệu trình nâng cơ bằng chỉ, một loại chỉ ngắn ở một bệnh viện thẩm mỹ khác. Tuy nhiên, kết quả không được như mong muốn. Liệu kết quả có ổn không ta? Có lẽ chỉ bản thân tôi mới thấy được chút khác biệt. Còn với phương pháp Ultravilis của giáo sư Kwon Hanjin hiệu quả trông thấy rõ rệt luôn ấy. Ai nhìn tôi cũng khen trông đẹp hơn hẳn hoặc là sao bỗng nhiên trông trẻ thế. Thấy mọi người nhận xét như vậy, tôi cảm thấy phương pháp này thực sự rất hiệu quả như mong đợi. Gần đây ở Hàn có xu hướng đặc biệt quan tâm tới vấn đề làm đẹp. Ở Hàn xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da có dịch vụ cấy chỉ. Tuy nhiên, quan trọng là sử dụng loại chỉ nào và ai là người thực hiện thì sẽ biết được sự khác biệt như thế nào, hiệu quả ra sao và duy trì được bao lâu. Nói riêng về giáo sư Kwon Hanjin, ông là người đã đi khắp thế giới để truyền dạy công nghệ nâng cơ bằng chỉ Ultravilis. Đó là các sản phẩm và công nghệ được nhiều bác sĩ trên khắp thế giới công nhận và ca ngợi. Có rất nhiều bác sĩ từ nhiều nước tới đây để học hỏi công nghệ của giáo sư Kwon Hanjin. Ông cũng đi tới rất nhiều nước và trực tiếp đào tạo về công nghệ này. Nhìn vào thực tế đó, tôi cảm thấy rất tin tưởng với công nghệ này của giáo sư Kwon Hanjin. Đặc biệt sau khi trực tiếp trải nghiệm, phải nói là tôi vô cùng hài lòng với kết quả và ngày càng tin tưởng hơn nữa. Tôi có suy nghĩ rằng có khi nếu như được giáo sư Kwon Hanjin cấy chỉ thì có thể duy trì vẻ trẻ đẹp như thế này tới tận 50 tuổi chăng? Giáo sư Kwon Hanjin là một người vô cùng bận rộn. Ông thường xuyên có lịch đào tạo với các bác sĩ nước ngoài và có rất nhiều khách hàng đã đặt lịch cấy chỉ của ông. Do đó, thật không dễ gì để tôi đặt được lịch hẹn. Ngẫu nhiên, thật may mắn, tôi đã có được cơ hội trải nghiệm tại The Master Việt Nam. Thật sự, tôi rất hài lòng với kết quả có được. Tôi có thể tự tin nói rằng, nếu như được giáo sư Kwon Hanjin trực tiếp cấy chỉ thì đảm bảo ai cũng trông đẹp hơn và chắc chắn sẽ thấy hài lòng với kết quả. Tôi thấy thật may mắn khi được gặp giáo sư. Tôi khuyên các bạn hãy thử trải nghiệm.